Like it. Clip. Okay. I'm like it. Bye. Biscuit. What's this? Cakes, biscuit. Okay. Yeah. No, biscuit. Biscuit, the biscuit. Chocolate? Yeah. Chocolate sauce. Làm máy móc này. Trời. Đều quá, mẹ là không hao cốt luôn á. Mua cái em nhẹ không? Biscuit. Xem. Yeah. And no. Anything. It's okay. Chocolate? Yeah. Mang trả tiền. Đây là món pancake món ăn đường phố của Koto Montenegro. Để anh thử nha, này chắc nó còn ngọt đây. Thank you, Vala. Vala là cảm ơn mọi người. Nó nóng hổi luôn. Này Dũng cầm này đi. Đi ra tìm cái video đẹp và ăn thử ra. Vala. Chào. Bên đang thử nha. Thấy có vẻ như bánh nó bánh grape á, chứ không phải nó có giòn nhiều. Nóng hổi luôn. Dai. Còn giòn, dai. Nóng lắm. Ăn vui thôi. Còn ngọt. Là đây là ngọt. Mà dân này thích ăn ngọt kìa mọi người. Đây món ăn đường phố của ở đây. Bán nước rồi. Quay nước siro. Hả? Quay đó. Okay, copy.